Cuối cùng thì mình cũng đã có đủ dũng cảm để ngồi quay cái vlog đầu tiên của mình. Tại vì nó là một cái việc mà mình đã dự định rất là lâu rồi. Trước khi mà có máy ảnh nữa, là từ khi mà mình mới nguyên thoại là mình đã nghĩ là mình sẽ quay phim về cuộc sống hàng ngày của mình, về công việc, về những cái sở thích, về những cái gì đó, nói chung là cuộc sống của mình hết. Và tới ngày hôm nay, sau rất nhiều lần thử và chưa ưng ý lắm, thì hôm nay mình nghĩ là mình đã quyết tâm để mình ngồi vlog lại cái vlog ngày hôm nay đầu tiên mà nghiêm túc, thực sự nghiêm túc với cái việc làm vlog này. Thì đây sẽ là một cái ngày làm việc của mình, và hiện tại thì mình đang chuẩn bị đi ra ngoài ao đét chuẩn bị đi ra ngoài để đi làm. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái việc là mình chuẩn bị ba lô làm việc như thế nào, tại vì hôm nay mình sẽ có một cái buổi shooting cho công ty. Ok, let's go. Sơ qua một chút thì đây là cái ba lô Siwatun. Thì đây là một cái hãng của Trung Quốc mà rất khá là xịn với mình thấy. Thì nó là loại ba lô half photo, thành ra là sẽ có một ngăn đựng máy ảnh phía dưới và một ngăn để đựng đồ cá nhân bên trên đây đó. Thì hôm nay mình sẽ đi chụp, thành ra là mình sẽ lấy thêm flash Godox 350. Tiếp theo đó là một pin, trong này đã có sẵn hai cục rồi, thì ở đây mình có 4 cục nữa. Tiếp theo đó là pin Fujifilm. Ây da, lúc gì sạc ra nè, một cái flash nhỏ. Đây, ở đây mình còn hai cục nữa, bỏ đi đây luôn, đem cái này theo luôn. Đấy, cái flash này thì để tí xem thì có cần thì dùng, còn nếu không thì cơ bản vẫn sẽ dùng cái 350 này hết thôi. Một cái kẹp điện thoại của Olenji với mã là ST06S. Mình khá là thích cái này, tại vì cái này mình dùng một tay được, rất là gọn đó. Rồi, cơ bản thì chỉ có nhiêu đó thôi. Về máy ảnh thì mình sẽ sử dụng cái XH1 mình đang quay luôn. Và cuối cùng là cái laptop Acer cho vào đây. Acer rất là gọn, 16 inch luôn, nhưng mà cái ba lô này vẫn có thể chứa được nha. Và tiếp theo đó là một cái tablet của Lenovo với mã là i700 cho vào đây luôn. Một cái túi phụ kiện nữa, đây là phụ kiện dành cho laptop như là sạc, tai nghe, chuột. Và đó là xong. Trước tiên phải đi ăn nha. Hôm nay món ăn của chúng ta sẽ có nuôi xào bò, rất là ngon. Nhưng mà cái này là cũng hồi tối rồi, nên là mình sẽ hâm lại. Dễ luôn, chắc không sao. Thank you.
Ok, và mình vừa về tới nhà sau một cái ngày làm việc tương đối là không mệt lắm, nhưng mà khá là nhiều công việc được xử lý. Thì hôm nay mình muốn khoe với mọi người là mình đã mua thêm một cái monitor. Thì mình mua cái monitor này để hỗ trợ cho cái việc quay vlog của mình. Tại sao? Tại vì cái máy của mình là máy XH1 thì nó không phải là dạng màn hình xoay lật, mà nó là dạng màn hình ngửa lên ngửa xuống, kiểu như mấy con Sony A6000, A6400 đồ á. Thì nó không có xem được, khi mà bạn ở đối diện camera thì bạn không có cách nào để bạn xem được cả. Thì mình mua cái màn hình này để mình gắn lên phía trên của cái máy, để mình có thể tự quay vlog được, có thể tự cảnh khung được. Mà mình nghĩ mình cũng bắt đầu dần quen với cái việc là ngồi nói chuyện dưới camera ở một cái khoảng cách mình tự canh được, tự nhắm được là nó bao nhiêu sẽ là hợp lý. Thì đó, mình mua được cái này. Thì ngoài ra họ còn tặng cho mình một pin. Đây là cục pin F970. Nó nặng vãi, rất nặng. Cục sạc. Thì mình đang còn cần một cái cổng dây cáp micro HDMI với ra HDMI nữa để có thể sử dụng được. Cơ bản thì đã khá là ổn rồi. Mình nghĩ là sau khi mình đăng tải cái clip đầu tiên này thì bản thân mình sẽ có nhiều động lực hơn để sáng tạo nội dung, cũng như là làm được những cái mà nó đẹp đẽ, nó mới mẻ, nó đem đến cho mình nhiều cảm hứng trong công việc cũng như là cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái vlog đầu tiên của mình. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ những cái vlog tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. See ya.